ดูนี่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 ดđội kim đầu và lý từ trong thùng bia cát tông để được bim bim của hai đội đầu sáng đã phát thùng cho hai đội rồi thời gian của các đội chơi là 2 phút bên kia chưa có bia cát tông nhở hôm nay mình thi có 2 đội thôi. Các đội chú ý này, khi mà đầu tiên lên thực hiện, các bạn không thi có đứng cùi nhá. Lấy bim bim mang. Hết bim rồi. Không lấy bim, bắt lấy bim. Khá quá. Các đội chú ý này, khi mà đầu tiên lên lấy bim bim và mang về thùng cát tông của đội của mình. Quyết, vừa rồi
một. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra đội La Văn Cầu. Các bạn cùng đếm to. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yeah!
Các bạn cùng kiểm tra của đội ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 là bếp quả của đội Nguyễn Bá Ngọc. Và lượt chơi thứ hai ạ. Lượt chơi này với bạn ở trong đông.